Và đây mình có thể quay cho các bạn xem một cái ngã tư ở bên Nhật. Và những dòng người ở bên Nhật họ đang đi làm về. Và các bạn thấy một cái khung cảnh nó khác lạ so với ở Việt Nam mình. Vì ở Nhật họ đi bộ để đi làm hay là đi chơi rất là nhiều. Còn ở Việt Nam mình thì ngược lại, đa số là đi xe máy hay là đi ô tô. Đó, ở bên Nhật thì cái cuộc sống nó như vậy á, đi bộ nó cũng tốt cho sức khỏe nữa mà. Và cái tòa nhà này mình thấy khá là ngộp, bởi vì mình chưa thấy ở Việt Nam bao giờ mà. Và mình thấy xung quanh đây cũng rất là nhiều cây.